Cứ đến ngày thần tài hàng năm thì nhu cầu mua vàng cầu tài lộc của người dân lại tăng cao. Mong muốn sắm vàng trong ngày thần tài nhưng ái ngại tình trạng chen lấn. Không ít khách hàng đã chọn cách đặt cọc trước sản phẩm từ ngày 8 tháng Giêng để chờ đúng ngày thần tài đến nhận vàng về cầu cho một năm may mắn. Ngày thần tài tức là ngày 10 tháng Giêng âm lịch không chỉ là ngày cầu may cho những người kinh doanh mà dần trở thành ngày tài lộc cho mọi người dân. Đến một cửa hàng ngày 8 tháng Giêng, chị Trân quyết định đặt cọc tiền để mua hai miếng vàng chữ tài và lộc có hình chú chó màu vàng, linh vật cho năm Mậu Tuất. Chị cho biết ngày thần tài sắp tới chị mới đến nhận hàng để cầu tài lộc, sung túc cũng như đồng thời tránh tình trạng chen lấn như mọi năm. Chị mua cho ngày 10 là vàng thần tài. Chị sợ tới ngày đó thì đông người quá là chen chúc nên mình đặt trước rồi bữa đó mình lấy. Cũng giống như chị Trân, bên cạnh chọn cho mình hai chiếc lắc chân ưng ý, chị Hồng Hạnh cũng tham khảo thêm nhiều sản phẩm để ngày thần tài đến sắm một sản phẩm cầu may. Sau khi tham khảo ở nhiều cửa hàng khác nhau, thì chị Hạnh đánh giá các mặt hàng phục vụ cho ngày thần tài năm nay bắt mắt và khá đa dạng. Nói chung thì nó cũng nhiều, phong phú hơn so với những năm trước. Nhìn nó có nhiều mẫu để mình lựa chọn hơn. Nó có những cái mẫu phong thủy rất là đẹp. Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thu Hà, cửa hàng trưởng cửa hàng B&G tại quận 7, phía cửa hàng bà cũng như trên toàn hệ thống của công ty đã có nhiều phương án để phục vụ cho tất cả khách hàng nhân ngày thần tài năm nay. Về giờ giấc thì thay vì hệ thống của chúng tôi mở cửa lúc 8:30 như là thường lệ thì ngày thường tài thì chúng tôi mở cửa rất sớm là từ 5:30 cho đến khi nào phục vụ hết người khách cuối cùng thì chúng tôi mới đóng cửa. Đó là biện pháp thứ nhất. Biện pháp thứ hai là đối với lực lượng đội ngũ nhân viên thì chúng tôi cũng tăng cường vào ngày thần tài là tăng cường nhân viên. Ngoài nhân viên bán hàng, nhân viên giữ xe thì chúng tôi tăng cường thêm tất cả các vị trí khác để mà phục vụ hết tất cả khách hàng, sẽ không có cảnh mà chen lấn và xô đẩy. Theo cái xu hướng đầu năm thì giá vàng nó có nhỉnh lên chút xíu. Ở đây nó cũng phụ thuộc vào các yếu tố như là yếu tố thế giới cũng như là yếu tố trong nước. Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn đảm bảo tốt nhất cho khách hàng thì quý khách hàng yên tâm là giá cả nó sẽ không có tăng đột biến. Đón đầu sức mua tăng trong ngày 10 tháng Giêng, các doanh nghiệp đã tung hàng loạt dòng sản phẩm mới, độc đáo ra thị trường từ rất sớm. Theo đó, P&G đã tung ra thị trường bộ sưu tập vòng tay phong thủy với những chiếc vòng tay tỳ hưu, thiềm thừ hay kim khuyển, hay dòng sản phẩm vàng miếng phúc lộc tài với một mặt khắc chữ mà còn lại chạm khắc biểu tượng của năm Mậu Tuất. Đặc biệt, trong ngày thần tài năm nay, P&G cũng giới thiệu linh vật kim khuyển, chú chó vàng có trọng lượng 2 lượng vàng 24K. Tuy nhiên, theo đại diện của cửa hàng B&G tại quận 7, thì sản phẩm này đã cháy hàng do nhiều khách hàng đã đặt từ trước Tết Nguyên Đán. Do đó, để sở hữu kim khuyển, khách hàng có thể liên hệ đặt hàng lại và công ty sẽ giao hàng ngay sau ngày thần tài. Trong khi đó, tập đoàn Phú Quý cũng đã cho ra mắt bộ sưu tập Thần Tài Phú Quý với nhiều sản phẩm nổi bật như bộ lọc 12 con giáp, nhẫn tròn trơn, chạm vàng 12 con giáp. Đồng thời, kim bài thần tài bằng vàng 24K với định lượng 1 chỉ và 5 chỉ cũng được tập đoàn này giới thiệu với khách hàng. Hai tập đoàn Doji dự kiến đưa ra thị trường với số lượng gấp 3 lần so với năm ngoái. Chỉ riêng dòng sản phẩm vàng 4 số 9 ép vĩ thì Doji đã chuẩn bị 250.000 sản phẩm với hình ảnh linh vật Tuất, ông thần tài in trên các sản phẩm. Dù còn 2 ngày nữa mới đến ngày thần tài, nhưng thị trường vàng bạc đã dần nhộn nhịp hẳn lên với nhiều dòng sản phẩm mới lạ. Các doanh nghiệp cũng đã có nhiều phương án dự phòng để giải quyết tình trạng chen lấn mua vàng như mọi năm. Từ đó hứa hẹn đảm bảo nhu cầu mua vàng cầu tài lộc sung túc cả năm của người dân, nhất là khi ngày thần tài năm nay đúng vào ngày chủ nhật.